Thế anh chị em có câu hỏi mình sẽ làm video về cái khẩu 3Z Bon Beat này nhá. Ok, đây là một trong những khẩu 3Z VIP mà có trong cái vòng quay gì gì đấy. Vòng quay nói chung là phải tốn khá nhiều tiền mới có khẩu này. Ok, khẩu này đam nó cũng đam 3Z thì mình thấy cũng giống nhau hết thôi, đều là tầm từ 1.000 mấy đến mấy nghìn, là bán hoàn đầu chắc là tầm 3.000 kiểu gì hết xong một con. Ok thì đa một khẩu này mình cảm giác là yếu kiểu gì ấy, mình cảm giác bắn 3Z thường 3Z VIP cũng giống nhau hết thôi. Ủi bà giờ hết sò kìa, kinh dị thật. Ok thì cái khẩu 3Z này anh em muốn nhận thì có thể nhận từ tuần trước, tức là ngày hôm kia ấy, tầm từ họ bay từ thế này ngày 18 tháng 4 đến 22 tháng 4, thì anh em có thể nhận được với 10 game thì anh em mua được một ngày, trải nghiệm được một ngày, đối với mình là hơi sướng rồi đấy. Ok, còn nếu anh em mà muốn nhận 12 giờ ấy, thì còn cái hôm nay ấy, thì hôm nay anh em phải vào rồi anh em nhận cái khẩu 3Z 12 giờ. Mình thì mình không nhận đâu, tại vì mình nhận vào nó cũng phải chỉ kích tương đạn thôi. Ok thì mình cầm thêm với con nhân vật là con nhân vật Venlot. Ủa anh Tô, anh Diệt, ui rồi anh Diệt đang nghỉ đến mình rồi cơ, kinh quá. Mình sẽ không cận chiến nhá, thế là 3Z đi cận chiến nó hơi bị khắm lọ một chút, lặng lắm. Rồi chẳng thằng nào cả, đâu rồi, ui bắn thế không chết, nó vãi trường. Rồi thế rồi mình sẽ đi lòng vòng đủ kiểu để mà tìm đối tượng để mà giã. Cầm khẩu này mà không đi thẩm du thì tiếc ấy. Ôi đâu đấy, đâu vậy bạn, cứ coi thường cái tài năng ba vi bộ của mình. Hết giờ rồi bạn ơi, hết giờ rồi. Ok đây mình trả lại nữa đây. Ok mình đã vừa ra phòng khác và mình lấy con nhân vật Venus ra. Thế rồi mình sẽ test luôn cái nhân vật Venus với khẩu 3Z Bomb Beat này nhá. Cầm theo cái sản Kuri Blue Gritus. Ôi, trình độ đọc tập tiếng Anh ngoại lút luôn luật rồi. Ôi, nhảy ra ai cực kỳ khó tại vì mình không quen này kiểu này. Ê rồi, nhảy đã nhảy. Ok, mình trở lại nữa đây. Lacking quá. Đây, cái dòng mình phải từ từ thôi. Anh tôi đừng có lên đây, anh tôi nhá, đừng có lên đây. Ui, gì tớ lên thật kìa. Vậy anh tôi làm gì đấy. Ok, cái con nhân vật này có thêm cái có thể phi cái dao khá là chất đấy. Ui vãi, ui chúng quét nhanh vậy. Ui rồi ngã này. Nó con nhân vật Venus thì có thể tăng tốc chạy nữa thì chạy nó khá là kinh dị đấy. Ui nó vẫn chết chết được mình một phát. Ô thế không hồi máu nhỉ, không hồi máu vậy. Anh tớ này, ôi đúng nhiên cho mình chèm bắn luôn rồi. Kinh đấy. Không có trường mình à. Hezo lữ đấy. À đủ, đủ. Ơ, đủ. Đủ. Ôi trời ơi. Vâng, xong một hồi về vật vã đủ kiểu. Bây giờ mình sẽ có kiếm thằng kia. Ok, bây giờ mình đứng. Anh em đứng ấy rủ nó anh rửa. Đấy biết ngay đến là biết ngay ở đây à, biết ngay mà. Không nói sai luôn. Anh em thôi chưa? Bây giờ em mình trở lại đây. Ok, chờ clip thôi. Ui rồi. Ok thì khẩu 3Z này bắn đam nó cũng không được đến nỗi mạnh cho lắm. Đam nó không đến đó làm đam nó bình thường thôi. Chứ ôi mình tẩy cho. May quá không tẩy. Anh tới anh lẽ bả chó quá. Ok tiếp qua nào. Ui cái gì đấy. Vâng, một pha KS thần thánh của mình cầm 3Z không KS thì cũng hơi bị gạt thôi đấy. À, tiếp tục nào. Thế rồi. Cái lúc mà mình đứng trên này không thằng nào nó ra bắn không, kinh vậy. Choáng này, ui ôi. Thằng lên đây đấy, từ từ. Mình phải thật từ từ vào. Không nên hổ bá làm gì. Đúng ra bắn này, rút ra mà bắn, ui rồi. Ô, vậy, cận chiến nữa. Bạn có gì là nói đâu mà. Ok rồi. Ui rồi.
bạn thế không chết được. Đau lòng. Rồi. Ôi thằng thằng này nó ấy nhỉ. Ôi giờ mình đậu bà bắn 3Z nó hư cấu nhỉ. Vãi luôn ấy. Mình thề mình bắn 3Z trước cái khẩu nào nó bắn kiểu cuối cùi kiểu này ấy. Thầy 3Z mô biết nó fit lại rồi nhỉ. Thế là mình đang cầm trong cái chế độ ký sinh này là nó ấy. Chạy đi đâu rồi. Bắn khe đấy. Bắn khe đấy anh em ạ. Rồi biến con một phích làm gì. Thì trong zombie thì nó có thể nếu mà biến hình ấy, tức là thiên biến vạn năng thì nó có khả năng gì nhỉ? Úi rồi 7 kill quá phê. Tiếp nào. Ôi rồi chạy đâu hết rồi. Tiếp nào. Ôi. Tiếp nào 8 kill. Rồi. Nữa nào. Ôi dồi ôi, vãi thay đạn. Anh mừng mừng phép cái định lên đâu biết ngay này. Mình bắn thằng mừng phép kiểu gì đó người ấy mình mà. Đâu có nào. Ôi kiểu gì chả sống. Mình nhảy từ nãy giờ đi. Sao lại lag lag kiểu gì nhở. Đâu có nào. Ôi đây là cái khung cảnh mà thằng nào cũng muốn này này. Zom không nhìn thấy mình à, mình nhìn thấy Zom. Quá là vui. Đấy, tiếp quá nào. Cái này mình chờ lại nữa đây. Gần mình đã vào khác rồi, phòng này, phòng trước, phòng kia thì nó mình nghỉ một hiệp. Còn hiệp thứ hai mình nghe zombie. Chứ qua tay kinh khủng quá nên là mình đành thoát ra ngoài, mình phòng khác mình chơi đi. Chứ phòng người kia nó lại ấy rồi. Đây, ok. Ok thì tôi gọi là ủa ôi. Mà mình ra cái phần chế độ zombie bình thường zombie V4 chơi rồi. Ủa ôi. Anh Tâu ơi. Anh thì ăn áp cả. Tốt đâu. Ủa ôi tôi nhảy kinh quá anh Tâu ạ. Nhảy kinh úi ôi 3 kill. Nhớ mày. Bố mày lao xuống giết mày luôn này. Lao xuống này. Lại thích. So, ôi what the fuck. Ôi phải rồi. Ok ra em mình trở lại đây đây. Rồi. Mình bắt đầu mất niềm tin với cái anh zoom là cái Kuria Blue Critas này rồi đấy. Nó bắt đầu yếu yếu ấy. Một phát đặc biệt của nó là được có 300 mấy hư cấu. Đừng biến zom, mày quá không biến zom. Cái đồng đội, người đồng đội bên ta không biến zom. Thế là tuyệt vời rồi. Thế lên đây mình quay tay cùng. Đúng rồi, một pha cái thần thánh của mình. Rồi tờ nó đánh hơi thế chúng ta rồi đấy. Vế ngu quá. Thẩm du không viên. Ủa anh tờ ơi. Em chạy đây. Cầm 3Z mà toàn chạy này cứ cảm giác ào ào kiểu gì. Chạy bạn ơi, chạy đi, chạy đi, không chết bây giờ biết ngay rồi. Thế chưa. Mình đã bảo bạn rồi mà. Bạn không chạy đi bạn chết đấy. Rồi. Ủa anh tờ sang đây luôn à. Ủa cái nhầm về lớp này có cái dao khá là chất chơi người rơi ấy. Sao lo lắng này. Bắt đầu cái hiện tượng giật giật rồi đấy nhá. Anh cho em lên với, anh ơi, lên với anh ơi. Ủa anh tờ ơi, thú cực ra. Lên với anh em, lên với. Ló kia, chung ló kia. Hay quá tuyệt vời. Các người anh em của mình có rất là tuyệt vời. Biết nó hỗ trợ anh em. Anh em đứng thẩm tu đông đúc quá nhờ. Nó cầm 3Z à? Ủa vãi cả 3Z. Này. Ủa ơi. Ủa đông quá. Mình thế này đứng trước cho. Chết mà chết cha mày. Chết vãi. Em đứng cẩn thận là tí con cứ thiếu lên nó móc đấy. Thiếu lên nó móc kinh lắm. Ủa rồi đâu hết rồi. Chạy đâu hết rồi. Mình gọi là không ổn sao nhở. Cái giác quan thứ 7 của mình bách bảo mình gọi là không ổn đâu ra ấy. Ui thấy biết ngay kia chạy nhanh. Ui thấy chưa, cái giác quan thứ 7 mình bách bảo nó không ổn. Y tá lên nó móc, nó cua, nó lùa gọi như lùa vịt.
nó không còn một con gì nữa lùa nữa. Rồi vẫn với cái giáp của mình, còn mình cái giáp con thứ bảy nó hữu dụng tùy từng lúc nhở. Bây giờ mình chạy đi. Còn 7 giây nữa thôi, 7 giây nữa, cố lên anh em, cố lên 7 giây nữa. 7 giây nữa thôi. Ây ôi, tuyệt vời. Ok, anh em mình chờ hạn nữa đây. Ok, mẹ cầm 3Z mà cứ nhanh nhau chạy giữa hoàng lăng thế này nó không ổn. Ok, anh Tơ anh đã chết rồi. Được rồi, giờ mình sẽ lên này, mình thẩm du. Cái chỗ thẩm du xứng nhất là chỉ có chỗ này thôi. Anh em mình cầm 2, cầm 3Z song sát này, giữa nhau luôn. Cứ mỗi thằng 1.400, bắn thằng nào sẽ chết. Úi dồi, bắn thằng chết nào. Đây. Anh Tông lên à? Ô, nhử mồi à? Vãi xoài, à, vãi nồi đúng, cơ mất. Ôi, anh Tông ơi, anh định đáp bom bà chó à? Anh Tông, chắc anh thằng đơ đáp bà chó luôn. Vừa mới nói xong. Anh thế không biết đấy. Ôi, lỗi với nào chạy nhanh còn kịp. Ôi một mình giờ chạy thôi, cầm 3Z nó cứ chạy kiểu này mình cảm giác không ổn ấy. Vâng, chạy thôi. Cho các anh em mình chạy. Ủa anh đừng tơi, anh đừng lên đây lên bá luôn rồi. Ôi anh tơi, ôi rồi loan đầu ấy. Sẽ úp mặt sông quê này. Thật nhấp nháy chết cha mày đi. Ok, mình đã trở lại nữa đây. Ôi rồi, em thông cảm nhé, nhìn nhấp nháy mình thèm quá. Nó là không gì để ngăn cản cái sự thèm thuồng của con người. Không nhận, từ đấu trận có trận tan phải nhảy, không ăn được, ăn cận chiến nào. Ôi, thế rồi, vãi, tiểu phát game luôn, trên đau lòng. Thế rồi, bây giờ tìm cho đứng thủ cho dễ chứ. Cầm 3Z chạy trong lòng, không ai đứng này nhờ. Như cuốn sắt trong tay ấy, em sợ rồi. Sao đứng làm gì ấy, được vãi trường. 3Z kể nhanh thế không biết. Hiện tại trong phòng đã có 5 thằng cầm 3Z. Lỗi sợ của zombie rồi. Tàn sát zombie mới đúng chứ cơ mất. Bây giờ mình đi săn đi. Đây là cái lần đầu tiên, là lần thứ 7 mình cầm 3Z đi săn đấy. Rồi thế rồi, ủa ơi. Ta xuống làm quả cần chiến thằng. Nhanh thế, ủa ôi ông già đấy anh ơi, ông già đấy. Mình xin tí nào, xin kêu nào. Rồi, đâu có nào. Anh Tơ ơi, đứng làm gì anh Tơ ơi. Tơ ơi, đứng làm gì đấy. Đây anh Tơ, ra anh Tơ. Anh Tơ dài anh Tơ, ra đi anh Tơ, ôi. Anh kia cầm A12 kìa, kinh dị vậy. Ủa ơi, anh không chết đâu nào, tới giờ chẳng chết con nào luôn. Lên cho cái thủ tí. Dâu nó đang láo nhẹ tí. Rồi. Vãi thằng 3Z nhá. Mày tiền tao ăn với. Tỉa toàn chết. Đau lòng. Rồi có một thằng biến thành zombie kìa. Tuyệt vời. Mình hỗ trợ cho này. What the fuck cái gì vậy. Vãi quảng cáo. Vãi quảng cáo. Ôi ôi. Chúng nó lùa hết kìa. Lùa như không còn gì. Lùa kinh quá anh ơi. Anh Tơ đang nhắm đến mình. Tơ nhắm đến mình. Chết cha đi. Ủa ôi Tơ ơi. Đáp bà chó nhiều quá anh Tơ ạ. Tơ lên đây Tơ. Này chết này. Chết này. Ủa ôi. Quả sợ quả bên trong. Ủa ôi sao mình kìa. Ôi đâu ấy, đâu vậy? Ôi rồi, úi rồi, giết anh Tơ rồi, giết anh Tơ mình phải báo luôn này. Coi, okay. Thì cảm ơn anh em xem video mình cho anh em nhá. Cũng quá giờ, 14 phút, clip, tuyệt vời, chào anh em nhá.